Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, gọi tắt là USCIRF, vừa lên tiếng quan ngại sau khi chính quyền Việt Nam ca ngợi thành quả điểm sáng của mình trong nỗ lực xóa sổ đạo Dương Văn Minh ở các tỉnh miền núi phía Bắc của đất nước. Ủy viên Fred Davey của USCIRF viết trên Twitter hôm 18 tháng 7 rằng điều đáng lo ngại là chính quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp các tín hữu người dân tộc Mông theo đạo Dương Văn Minh vi phạm luật pháp của Việt Nam và không tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế. Vào năm ngoái, chính quyền Việt Nam đã thiết lập đề án 78 về việc đấu tranh ngăn chặn tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình và đã được Bộ Công an và chính quyền tỉnh Bắc Cạn triển khai thực hiện. Đạo Dương Văn Mình được sáng lập từ năm 1989 với hơn 10.000 tín đồ, đa phần là người Hờ Mông ở các tỉnh miền núi phía Bắc của Việt Nam. Các tín đồ cho VOA biết tín ngưỡng Dương Văn Mình là một tôn giáo mới và đã bị chính quyền tấn công suốt hơn 30 năm qua. Chính quyền Việt Nam cho rằng ông Dương Văn Mình đã lợi dụng hoạt động tín ngưỡng tôn giáo gieo rắc bao nỗi khổ đau đối với đồng bào dân tộc H'Mông. Ngoài việc thường xuyên lên tiếng trước việc đàn áp các tín hữu Dương Văn Minh, trong các báo cáo thường niên về tự do tôn giáo, USCIRF vừa qua đã đưa một số tín đồ của đạo này vào danh sách các tù nhân lương tâm tôn giáo, đồng thời kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho họ.